Hello anh em, chào bạn quay trở lại với kênh của Rocket2P nha. Và hôm nay mình có một bạn nhắn tin đó là anh ơi, anh có thể review quả cao gọi là chuyên dev của em được không? Mình nghĩ kiểu cũng khá là thú vị các bạn. Thông thường chúng ta thấy rất là nhiều account kiểu rally này, đặc biệt là đánh đồng rất là nhiều. Nhưng mà account dev thì khá là ít. Mà account dev lại còn ở kingdom seed thấp nữa thì trông nó sẽ như thế nào anh em nhở? Chúng ta sẽ cùng xem tiếp build này để tìm hiểu cho các bạn. Và quả nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta có tên đó là X dấu bé 3X Savia, tên hơi khó đọc các bạn. Nhưng mà đây mình thấy có chỉ dấu là Lê Hoàng Vũ Fan Rock F2P 20 năm. Ok. Bên này thì Pinky Fan Rock 20 năm. Ok. 2 năm tôi nghe là hợp lý này, 20 năm này trông hơi điêu các bạn. Và cái nick này đang tới từ Kingdom 1747 nhá. Mình rất là ấn tượng với Kingdom này bởi vì khi mình vừa ấn vào ấy, mình ấn vào các bạn xếp hạng sức mạnh liên minh, các bạn có thể thấy luôn. Đó là liên minh top 1 chỉ có 4 tỷ 8 pound rồi các bạn. Và liên minh top 2 là 1 tỷ pound thì coi như là không có đi, tức là đánh một clan đó. Và đây có thể nói là một trong những kingdom gọi là pound thấp nhất của game này rồi anh em ạ. Mình biết là còn nhiều kingdom khác pound thấp hơn, nhưng mình không chắc là có kingdom nào mà nhiều anh em Việt Nam mà còn pound thấp hơn như này không nữa cơ. Và ở đây kỹ năng liên minh là chỉ 37 tỷ 4 nhá. Ở sức mạnh cá nhân này các bạn thấy là top 1 hiện tại chỉ là 111 triệu pound thôi. Và cái nick của chúng ta hiện tại đang là 66 triệu sức mạnh và ở tận top 19 nhá. Một kingdom rất là đông người chơi Việt Nam và đánh một cái seed cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Điểm tiêu diệt cao nhất của cái kingdom này cũng chỉ là 4 tỷ 2 và top 2 3 tỷ 1, top 3 2 tỷ 6 và top 4 là 2 tỷ 2. Thì ở đây mình thấy là chỉ có 15 người chơi là kill trên 1 tỷ mà thôi. Và với việc cái nick Savia này được trao ra cái trọng trách làm key dev của kingdom thì bạn đã đăng nhập liên tục là 1083 ngày và sở hữu cho mình một cái VIP 17 với cái buff đó là mọi thiệt hại 5%. Thực ra thì mình thấy là VIP 17 đã quá ngon để cho anh em làm những cái công việc như là key dev và key rally rồi, bởi vì ở cấp VIP 18 ấy các bạn sẽ được thêm cái tốc độ diễu hành và năng lực đội quân. Hai cái này thì thực ra chỉ có tác dụng khi bạn đánh open field thôi, chứ còn cái buff mọi thiệt hại 5% của VIP 17 đã quá ngon để cho anh em có thể làm cái key ở trong game này thôi. Đó, và hiện tại cái nick này thì bạn cũng đã kiếm được cho mình đó là 1.600.000.000 điểm tiêu diệt nha. Đang sử dụng mình đó là nền văn minh Viking. Thì đối với nền văn minh Viking, nếu mà anh em mới chơi chưa biết thì nền văn minh này cũng rất là mới thôi, mới ra mắt được khoảng 1.5 năm nha. Và cá nhân mình cho rằng thì lính bộ binh Viking là một loại lính mà đánh solo mạnh nhất của cái game này. Khi mà các bạn sẽ có là tăng tấn công bộ binh 5% này, sát thương phản kích 3%. Đó, thì hai cái chỉ số này đều có tác dụng khi các bạn đánh nhau solo ở trên đồng cả rất là mạnh. Tuy nhiên thì cái buff thứ ba là trọng tải quân 10% mình thấy nó hơi phế, không có tác dụng gì mấy anh em ạ. Ở đây thì sức mạnh tối đa bạn từng đạt được là 98.2 triệu, như vậy cũng tụt rất là nhiều bao nha. Lý do là bởi vì làm key dev ấy thì các bạn luôn phải nhét một số lượng lính rất là lớn vào cờ. Nó khác với key rally nha, key rally đôi khi các bạn chỉ cần nhét một lính thôi, nhưng mà key dev thì lúc nào các bạn cũng phải nhét full lính hết, thành ra là bạn này tụt bao rất là kinh. Đó, chết cũng gần 16 triệu lính rồi, thu thập tài nguyên 7.4 tỷ và hỗ trợ tài nguyên là 29.5 tỷ. Hiện tại cái nick này cũng chỉ còn có 66 triệu pound ấy, thì lính mình sẽ xem ở đây là không quá nhiều. Chỉ có là hơn 600.000 lính bộ binh T5 này, 100.000 lính kỵ binh T5 và cung cũng chỉ được 162.000 thôi. Số lượng lính thì nói là cực kỳ ít nha, không biết là tương lai bọn có luyện thêm không. Cái tầm này thấy chỉ đánh được khoảng 2 đạo bộ thôi. Tính ra kiểu một đạo nhét vào trong cờ ấy, một đạo đánh đồng là coi như là hết lính luôn rồi. Và đây là phía bên trong giao diện thành phố nha, bạn trang trí cũng khá là thẳng hàng gọn gàng nha anh em. Được, các bạn có thể thấy là cái họa tiết của nhà Viking trông nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Ở những cái nền văn minh ra mắt sau này ấy, thường nhà phát hành khá là chăm chút cho những cái công trình phụ ở trong game. Các bạn có thể thấy là những cái mái nhà này, rồi như cái trạm dịch này, nó đều rất là đẹp nha các bạn. Ở đây thì bạn đã sử dụng mình cái skin nhà đó là Giấc Mơ 34 nha. Một skin nhà cộng phòng thủ cho tất cả loại quân. Nhưng mà nếu mà đánh bộ binh thì mình thấy nhà này thật sự là không ngon nha anh em. Tại vì các bạn đánh một loại quân bộ binh ấy, các bạn chỉ được cộng đó là phòng thủ của bộ binh 3% mà thôi. Nếu các bạn so sánh với nhà bánh gừng thì nhà bánh gừng cộng tới là 5% máu bộ binh. Thì rõ ràng nhà bánh gừng đã hơn nếu mà anh em chỉ chơi một loại bộ binh nhá. Đó, thì bạn này cũng sở hữu cho mình đó là 22 trên 81 cái skin nhà rồi. Và chỉ có đúng một cái nhà Giấc Mơ 34 là nhà cam thôi. Còn tất cả ở đây thì mình thấy đều là skin nhà tím hết. Và cũng không có cái nhà nào mà mình thấy là quá đặc biệt cho mọi người. Ok, và mình sẽ xem về một túi đồ trước đi anh em, bởi vì hiện tại thì bạn này cũng chuẩn bị đăng ký vào KVK rồi. Thì bạn ấy có nói mình mới để ý luôn đấy, đó là bạn có đăng ký mắt thần quyền phân tranh. Hiện tại đội của bạn này là có 1311 1527, toàn liên minh lạ thôi anh em ạ. Và cũng là cụm 3 Kingdom Seed C, 3 Kingdom Seed D. Như vậy là hoàn toàn có tỷ lệ là gặp Kingdom bên mình nhá.
hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau ở trong kỳ KBK này. Và quay trở lại túi đồ thì ở ngoài bạn này vẫn đang còn khá là nhiều tài nguyên nha, tổng lượng tài nguyên phía bên ngoài của bạn còn khoảng 1,5 tỷ, còn bên trong hòm đồ mình thấy game là không quá nhiều. Những túi tài nguyên thực phẩm, gỗ cũng như là đá ở đây thì mình thấy cũng chỉ ở mức gọi là ở trung bình thôi các bạn. Cái số lượng tài nguyên như thế này chứng tỏ là bạn cũng đã sử dụng những cái vật phẩm tài nguyên trong túi rồi. Thông thường những cái nick mà có hạc farm ấy thì thường người ta rất hạn chế sử dụng cái vật phẩm này, mà chúng ta sẽ chuyển tài nguyên từ hạc farm chính là nhiều, nhưng mà nick này có vẻ là hơi thiếu tài nguyên. Ở đây là mình có một tăng tốc của bạn này, tăng tốc thì mình sẽ xem luôn về chỗ tăng tốc chữa thương nha. Rất là nhiều tăng tốc chữa thương, 464 cái tăng tốc chữa thương 60 phút là nhiều đấy anh em. Tầm này là rất nhiều tăng tốc chữa thương, bạn có thể đánh nhau khá là thoải mái. Nhưng mà mình đang nghĩ đến một cái lý do mà bạn có nhiều tăng tốc chữa thương ấy, đó là do bạn là chết nhiều lính quá thì làm gì có lính mà chữa anh em. Đó. Giữa này thì chỗ tăng tốc chung của bạn cũng rất là ít luôn, không có gì quá nhiều. Chỉ có khoảng hơn 2000 cái tăng tốc 60 phút, hơn 1000 cái tăng tốc 3 giờ. Tăng tốc 3 ngày thì bạn có được 11 cái. Đây là một số lượng tăng tốc ít nha anh em. Đây chúng ta có một tăng mạnh. Một cái đặc điểm của những cái nick dev ấy đó là các bạn cũng không muốn mang quá nhiều lính, đúng không? Nếu các bạn mà mang khoảng 300.000, thậm chí là 400.000 lính để bắt chinh phạt đi thì các bạn càng khó để nhét vào những cái công trình. Đôi khi các bạn chỉ muốn mang những cái đạo quân nó chỉ khoảng 200.000 hoặc là 250.000 lính thôi, thì điều đó cũng khiến cho bạn hiện tại đang dư khá là nhiều cái mở rộng đội quân 50%. Ok nhá. Ở đây thì các bạn không có cái buff 10% nào, nhưng mà kiểu những người chơi mà làm key dev thì có lẽ cái buff 10% nó khá là quan trọng ấy, bởi vì nó là bộ mặt của kingdom ấy, nó sẽ khiến cho chúng ta có những cái chiến báo đẹp hơn rất là nhiều. Thay vì các bạn sử dụng cái buff 5% này thì chúng ta nên sử dụng cái buff 10%. Ở đây là mình có là một thiết bị các bạn. Ở đây thì túi vật liệu của bạn mình thấy là không nhiều lắm nha. Đồ cao thì mình sẽ cùng xem nào. Chúng ta có một cái mũ KVK Ngọc Trinh, một cái khiên bộ binh có talent, và tiếp tục ở đây chúng ta có thêm là 7 món đồ cao Ngọc Trinh nữa này. Ok, một cái áo choàng hy vọng có talent, một kìm linh thiên có talent, wow, đêm vĩnh cửu và giày CEO. Như vậy mình có thể mường tượng ra được là bạn đang xây dựng một cái nick full set bộ binh talent nhá. Ở đây thì nếu mình không nhầm là bạn đang còn thiếu một cái mũ có talent này, cũng như là hai món phụ kiện. Mình đến sơ sơ chỗ này thì bạn cũng đã đến là 18 món đồ cam rồi. Và đồ tím thế này thì thật sự là mình cũng không có hay để ý lắm, bởi vì những cái map chinh phạt ấy thì có lẽ chỉ bạn nào mà mới từ KVK 3 lên thôi thì vẫn hay dùng đồ tím, chứ còn chơi lâu thì đa số anh em đã đổi qua đồ cam hết rồi, hoặc là tím pha cam, tại vì đồ tím thì về sau lên rất là dễ anh em. Có lẽ chỉ có duy nhất KVK 1 là các bạn lên đồ tím nó sẽ khó một chút. Ở đây mục khác thì bạn cũng có một cái cúp tím anh hùng, bạn làm key dev cho kingdom mà kiểu kingdom phải thưởng cho bạn vài cúp. Và ở đây thì bạn cũng có là 48 cái rương của kho báu nữ hoàng chiến binh, mình sẽ mở luôn nhá. Hai chọc tím ạ. Dạo này kiểu tay mình cũng hơi đen anh em ạ, đập không lên được món đồ nào ta lần, rồi mở rương không là chọc vàng luôn đấy. Có hai cái vé bay này anh em. Tượng cao thì bạn cũng có ở đây, đó là 74 tượng rồi. Và một cái điều cũng khá là thú vị của những kingdom mà có cái seed hơi thấp một chút, đó là những cái người chơi mà muốn lấy những con tướng rally làm key hoặc là key dev ấy thì các bạn có thể lấy được qua MGE tương đối là dễ dàng, bởi vì những người chơi có thể nhường nhau được. Chỗ này thì mình thấy tượng tướng của bạn cũng rất là nhiều này, nhưng mà mình sẽ soi sang mục khác này, sau đó chúng ta sẽ đi ngay qua soi về tướng cho các bạn. Ok, và đây là mục chỉ huy thì có thể các bạn đã thấy ở ngay đầu video rồi, đó là mình có sâu cho anh em. Thì ở đây chúng ta đã có là SCPO nha, và ở đây mặc full một set ca, chứ còn khi mà bạn dev thì bạn sẽ đổi qua Zenobia max skill nhá. Có Pakkan này, Pakkan bạn cũng mặc ở đây, đó là ở gần full một set bộ binh cam rồi, còn thiếu cái vũ khí nữa. Tiếp tục có Zenobia max skill này, con này rất là hiếm nha anh em, miễn xem là bạn có tiêu diệt được nhiều người không. Ở đây bạn đã tiêu diệt được là 9.2 triệu người nha các bạn, cũng tương đối nhiều. Tiếp tục có Alexander đại đế max skill này, ở Ji Sung Shin max skill, wow. Rồi vào đây là 594 tượng trong vàng Ji Sung Shin, rất là nhiều đấy anh em. Ở Zenobia mình sẽ xem bạn dồn bao nhiêu tượng nha các bạn. Zenobia bạn dồn đây là 680 tượng. Như vậy là khác với dự đoán của mình, khi mà ở đây bạn đã phải dồn rất là nhiều tượng tướng và những con tướng MGE nha. Pakkan bạn phải dồn là 660 tượng này. Ok, tiếp tục có Haran này max skill. Flavius con này thì rất là mới, để xem bạn có dồn tượng không. Cũng dồn vào đây là 520 tượng nha, nhưng mà ở đây có 170 tượng Flavius. Như vậy là có khả năng được ăn một cái top 1 MGE rất là ngon. Tiếp tục có Ji Song Ji max skill này, Ethel Flash max skill, có Cao Cao max này, có cả Võ Tắc Thiên anh em. Đúng là một nick gọi là thuần key dev. Thông thường thì key dev sẽ hiếm hơn là key rally, và đặc biệt đó là hiếm hơn đánh đồng rất là nhiều luôn, tại vì những người chơi key dev kiểu sẽ bị gò bó ở cái công trình ấy. Võ Tắc Thiên bạn dồn vào là 656 tượng, rất là nhiều. Ở đây bạn có Sargon này, 5535. Như vậy là đang dồn tượng lên Sargon. Ở đây có CM max skill, Ishida của bạn cũng mắc rồi này. Mehmet thì 5525. Khá là hên nha, mắc chưa 4 này được 5 phát là hên đấy. Có Elsid 5553, Richard 5541 để xem có kéo man nhiều không. 2 tỷ 568 triệu quân man rợ là cũng khá là nhiều anh em ạ. Ishida mắc này,
Constantine 5511, Mộc Lan 5524 khá là may, Shiza 5552. Ok, chỗ này thì Dora bạn không lên các bạn, 5411 thôi à. Charlie May 5112 này. Thực ra có một cái điều đặc biệt của Charlie May nhá, đó là nếu mà chúng ta mà nâng skill con này ấy, thì lại nên tránh skill 1 ra, và các bạn nên nâng nó ngẫu nhiên vào cái skill 2, 3, 4 này. Tại vì đôi khi ở match chinh phạt đấy, các bạn sẽ có được skill thành lũy của con tướng Charlie May, nó cũng khá là ngon. Hơi thở của tiền thứ nhất, Manimoto 2121, có Ramset 3111 luôn. Ok, tướng cao của bạn rất là nhiều nha, nhưng mà mình ấn tượng của nick này đó là bạn lên rất là nhiều tướng dép luôn. Và nhiều tướng dép như thế này thì mình thấy một bất lợi khá là lớn đánh open field ấy, là các bạn không thể mang tướng dép này ra đánh open field được. Ví dụ các bạn có thể mang Attila ra đánh đồng nhá, các bạn có thể mang Hạng Vũ ra đánh đồng, đúng không? Nhưng các bạn đâu có thể kiểu mang Zenobia, các bạn đâu có thể mang Jisushin hay thậm chí là Flavius ra đánh đồng, đúng không nào? Nên là đa số những người chơi làm key dép trong game ấy thì thường họ kiểu khá là tội nghiệp ấy. Chúng ta nên yêu quý họ nha anh em. Ok, thì cái bạn này cũng có nhờ mình, đó là xếp hộ bạn những cái đạo quân đánh open field. Chỗ này thì bạn đã sử dụng đó là Pakkan Haran là đạo đầu tiên, đạo thứ 2 SCPO Sargon. Đạo này mình đánh giá rất là cao cho mọi người, mình cũng có dự định đó lên cặp này ở trong KVK tới. Tiếp theo đó là Alex Di Song Di, tiếp tục là có Zenobia Flavius, đạo này thì để đép thôi. Và cuối cùng là Di Song Di Mehmet. Cặp này thì trên nha anh em, Di Song Di Mehmet thật sự rất là yếu. Các bạn thể đánh là Nebu Mehmet thì ok, chứ các bạn cầm Di Song Di Mehmet thì mình thấy rất là toang luôn. Thì ở đây mình thấy nick của bạn cũng khá là ít lính ấy. Có lẽ là bạn đánh 3 đạo bộ đầu tiên là hợp lý rồi. Thật sự là mình cũng không có chỉnh sửa gì ở những cái đạo quân bạn sử dụng nhá. Chỗ này thì bạn vẫn đang còn đó là con CM bạn có thể dùng được. Thì mình nghĩ là đánh một đạo CMG cũng ok. Tuy nhiên thì CMG nó thật với anh em luôn là đam rất là bé. Các bạn nào mà cầm CMG ở map K1, K2 các bạn có thể thấy là đây gặp rất là mạnh. Nhưng mà lên chinh phạt thì CMG bắn kiểu như gãi luôn anh em ạ. Nên là mình thật sự mình không khuyến khích đạo này lắm. Ok anh em, như vậy là video review cái nick Savia tấn kinh đâm 1747 của mình đến là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn các bạn ở kinh đâm 1747 đã đặt chỉ dấu chào mừng Rocket 2P nha. Và nếu anh em muốn theo dõi nhiều hơn những video review những là cao khủng như tự nhiên ra kinh đâm, nhấn like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.